Sở Y tế thành phố vừa ban hành công văn số 3304 đề nghị các đơn vị địa phương tăng cường quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung. Cụ thể, người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 theo quy định, đồng thời theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo, lấy mẫu xét nghiệm 2 lần vào các ngày thứ 7 và thứ 14 kể từ ngày hoàn thành cách ly tập trung, bảo đảm không lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Người đủ điều kiện hoàn thành cách ly tại nhà tiếp tục áp dụng các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K, khẩu trang, khoảng cách, không tập trung đông người, khử khuẩn, khai báo y tế của Bộ Y tế, không tụ tập, không đến nơi đông người. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế để được hướng dẫn quản lý kịp thời theo quy định.